Là một tín đồ của các siêu anh hùng thì chác hẳn là bạn đang sốt sình sịch với tựa game Marvel Rivals. Marvel Rivals thì đang đưa các anh hùng vào game bắn súng anh hùng cùng các siêu anh hùng theo đúng nghĩa đen. Không giống như các tựa game bắn súng anh hùng truyền thống khác như là Overwatch, thì lần này bạn sẽ chơi từ góc nhìn người thứ ba để có thể có cái nhìn rõ hơn về anh hùng của mình trong trận chiến. Bất kỳ một trò chơi mới nào thì cũng sẽ có rất nhiều câu hỏi được đặt ra bởi các game thủ, và đặc biệt là nếu cái game đó có sự xuất hiện của siêu anh hùng. Cốt truyện của game thì cũng rất thú vị, nhưng trọng tâm của nó chắc là các hành động PvP thuần túy. Nếu bạn đang tìm kiếm một tựa game bắn súng siêu anh hùng theo kiểu cách mới thì hãy cùng tìm hiểu toàn bộ các thông tin cho đến thời điểm hiện tại của Marvel Rivals cùng với cả Indie Gaming nhé, để xem liệu đây có phải là một con game xứng đáng để đưa vào danh sách những con game yêu thích trong năm 2024 không nhé. Chào mừng bạn đã quay trở lại với Hóng Game 247, series được cập nhật hàng tuần trên kênh Indie Gaming. Nhớ cho tôi một like và subscribe để tiếp tục ra những cái video mới nhé. Đầu tiên thì chúng ta cùng tìm hiểu về ngày phát hành của con game hot hit này. Thật là đáng buồn khi phải nói rằng là chúng ta chưa có bất kỳ thông tin chính thống nào về ngày ra mắt của Marvel Rival cả. Những gì tôi biết là sẽ có thời gian bạn được trải nghiệm thử nghiệm game, và chính xác thì bạn có thể đăng ký vào tháng 5 tới đây. Điều này thì có thể gợi ý cho tôi cùng với các bạn rằng là Marvel Rivals thì sẽ ra một bản đầy đủ ở trong năm nay đấy nhở. Nhưng mà cuối cùng thì chúng ta cũng vẫn phải chờ đợi và cùng theo dõi xem những cái phát ngôn chính thức của nhà sản xuất game. Vậy còn nền tảng trò chơi thì sao? Tất nhiên thì là thông tin nhiều game thủ hay là bạn bè xa gần quan tâm về Marvel Rival, đó là nó được phát hành trên nền tảng nào. Xin thưa với các bạn là nhà phát hành game chỉ xác nhận thông tin là nó sẽ được phát hành cho bản PC trên Steam hoặc là trên Epic Game Store mà thôi. Còn với những nền tảng khác thì lại là chờ đợi là hạnh phúc. Đừng quên cầu nguyện để nó có thể phát hành được đa nền tảng nhé. Chúng ta cùng quay trở lại với trailer đầy màu sắc của Marvel Rivals. Đoạn trailer thì phát hành trước đó cũng chính là bản dựng các cái cảnh quay, lối chơi của nhiều nhân vật khác nhau trong Marvel Rivals. Một số các cái chiến thuật này, tính năng nổi bật của game, và có vẻ như là bạn cũng đã có thể để ý thấy từ đoạn giới thiệu này rồi đúng không? Game thì được xây dựng trên một hệ thống xịn sò, các cơ chế độc đáo mà chúng ta có thể đặt lên để bàn luận. Cốt truyện của trò chơi thì vô cùng cuốn hút và mới mẻ. Chuyện nói về một Dr. Doom, một nhà độc tài tàn ác đã thực hiện thủ đoạn kết hợp với chính bản thân mình, nhưng lại đến từ năm 2099. Mục tiêu của tên Dr. Doom này đó là tìm cách để vũ trụ có những cú va vào Time Stream Entanglement. Từ các vụ va chạm trên thì vũ trụ sẽ bị phá hủy và tạo ra một thế giới mới, từ đó chúng có thể trở thành bá chủ thiên hạ. Và tất nhiên thì con game này sẽ nhấn mạnh vào những cuộc chiến tàn khốc giữa phe chính nghĩa cùng với cả tên phản diện danh ma này. Nghe đến đây, cốt truyện cũng khiến tôi cảm thấy xịt xoa vô cùng. Vì chỉ là một con game nhưng cốt truyện thật sự rất mê, nó giống như một bộ phim bom tấn ngoài rạp vậy. Ngoài ra thì giờ đây chưa có ai có thể ngăn cản được cái âm mưu của Dr. Doom sẽ diễn ra. Nếu mà nó thực sự xảy ra thì chuyện gì sẽ đến? Vì vậy các anh hùng của chúng ta đã xuất hiện không chỉ ở một vũ trụ mà xuất hiện ở đa vũ trụ, kết nối với những cái tên phản diện của mình ở trong cái thế giới khác nhau để có thể ngăn chặn được kế hoạch xấu xa của Dr. Doom. Sẽ có rất nhiều các tình huống bất ngờ ngoạn mục diễn ra trong câu chuyện vì dòng thời gian đã bị đánh cháo, gây ra liên tiếp các vụ chiến tranh lộn xộn giữa nhiều vũ trụ. Nên các nhân vật quen thuộc thì có thể sẽ trở thành những kẻ thù mới, còn những kẻ phản diện cũ thì cũng có thể trở thành đồng minh của bạn trong cuộc chiến hỗn độn này. Nhiệm vụ chính của bạn đó là tập hợp một đội Marvel, toàn tập các anh hùng, ngôi sao cùng nghĩ ra chiến lược, kết hợp sức mạnh của cả đội để tung ra các kỹ năng team up cực mạnh, đàn áp đối thủ trong các chiến trường ác liệt. Chính vì cái sự thay đổi của thời gian thì cũng cho thấy cái sự chuyển biến của nhân vật cũng như bối cảnh nó mới lạ và hấp dẫn vô cùng, khiến bạn không thể nào cảm thấy nhàm chán được cả. Cốt truyện thì đã hay như vậy, còn lối chơi thì sao? Đây là một game bắn súng anh hùng 6v6, từ góc nhìn của người thứ ba nên chiến trường luôn thay đổi. Bạn sẽ không bao giờ chứng kiến một sự việc nào lặp lại hay một cái giây phút buồn tẻ nào trong cuộc chiến cả. Giao diện của người dùng thì sẽ gợi nhớ đến Overwatch với sức mạnh này, lá chắn này, cùng với một số khả năng đặc biệt bạn có thể sử dụng ở bên dưới.
Tùy theo nhân vật mà bạn chọn thì sẽ tập trung vào cận chiến hay là tấn công tầm xa. Cho đến nay thì tôi được biết là chỉ có hai cơ chế trò chơi được xác nhận thôi, đó là điều khiển và đi theo. Sự tàn phá của môi trường đã được thể hiện và điều này cũng gợi ra những cái thay đổi thú vị trong cái dòng bản đồ trong game. Ngoài ra thì còn có các cuộc tấn công theo nhóm, ví dụ như là hai nhân vật có thể hợp tác với nhau để tung ra các đòn tấn công tàn khốc. Đặc biệt nhất có thể kể đến ví dụ như là Hulk truyền cho Iron Man để anh ta có thể bắn ra một chùm năng lượng khổng lồ, hay là Rocket Raccoon có thể nhảy lên lưng của Groot để tấn công cùng một lúc. Song song với đó thì các nhóm có thể hỗ trợ lẫn nhau, phát minh ra nhiều chiến thuật mới, dùng cả chiến thuật lẫn sức mạnh để có thể xoay chuyển cục diện của trận đấu. Bạn cũng có thể tận dụng các kỹ thuật như là né đòn này, núp lùm này, ẩn nấp này, lần trốn này trong các yếu tố môi trường để có thể tiếp cận cũng như là tiêu diệt kẻ thù nhanh chóng hơn. Nghe đến đây thì chúng ta đã biết là môi trường của trong game thì vô cùng đặc biệt và thú vị rồi phải không nào? Vậy thì trong game này chúng ta sẽ có bao nhiêu nhân vật tham gia ở trong Marvel Rivals? Tôi xin phép được kể tên và các bạn nhớ đếm cho tôi xem là có bao nhiêu nhân vật sẽ tham gia vào con game này nhé. Đầu tiên đó là Rocket Raccoon, Star-Lord, Black Panther, Iron Man, Doctor Strange, Scarlet Witch, Namor, Magneto, Magic, Storm, Penny Parker, Luna Snow, Loki, Hulk, Spider-Man, Groot, Mantis, Publisher và Galactus. Danh sách của những cái nhân vật này là quá khủng rồi đúng không nào? Và tôi đảm bảo là các bạn sẽ có những người đang rất háo hức và muốn đặt trước cái con game này để có thể là một người chơi sở hữu con game này đầu tiên. Tuy nhiên thì xin chia buồn với bạn vì không có thông báo nào về việc đặt trước con game Marvel Rival này cả. Một phần vì nó chưa có ngày phát hành chính thức, cũng một phần là trò chơi sẽ được hoàn toàn miễn phí, trừ khi bạn phải mua một số các phiên bản đặc biệt trước khi mà chúng ra mắt với các cái tính năng bổ sung khác nhau, còn không thì bạn có thể hoàn toàn trải nghiệm nó mà không mất một đồng tiền nào cả. Trên đây thì là toàn bộ thông tin về Marvel Rivals. Bạn thấy sao về con game này? Hãy để lại bình luận cho chúng mình biết nhé. Nhớ like và subscribe để không bỏ lỡ những video mới nhất từ ND Gaming nha. Còn bây giờ thì bye bye!